Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ năm ngày 14 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam Nhật Bản với kỳ vọng ngày càng nhiều nhà đầu tư Nhật Bản tìm đến tỉnh Hưng Yên để mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh. Đây là chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, tỉnh Hưng Yên ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hiện tại tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương quy hoạch phát triển 17 khu công nghiệp với diện tích gần 4.400 ha, trong đó 11 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản đứng số 1 về số dự án. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 39 người trong số 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội, còn 17 nạn nhân chưa xác định được. Hiện Trung tâm Phân tích Gen Gentis đã có thông báo đề nghị được hỗ trợ gia đình bị nạn làm giám định ADN miễn phí để xác định nhân thân, giúp người nhà tìm người thân bị nạn trong vụ cháy và không nhận dạng được. Có liên quan đến việc hỗ trợ các nạn nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông báo trích quỹ phúc lợi của ngành hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ cháy ở mức từ 2 đến 3 triệu đồng một người, đồng thời yêu cầu Bảo hiểm xã hội Hà Nội phối hợp với các bệnh viện tạo mọi điều kiện bảo đảm thuốc, vật tư cứu chữa nạn nhân, giải quyết nhanh nhất, sớm nhất chế độ mai táng phí, chế độ tuất với người tham gia bảo hiểm xã hội là nạn nhân trong vụ cháy. Ngay sau vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã có công điện hỏa tốc yêu cầu chủ tịch các quận huyện kiểm tra 100% chung cư mini, nhà trọ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn với người dân. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, nhất là loại hình nhà ở, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Hiện nay trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ của tỉnh Hưng Yên có khoảng 2.000 phòng trọ cho thuê. Qua tìm hiểu, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu nhà trọ đã được quan tâm nhưng chưa triệt để và vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Trong số 2.000 phòng trọ của hai địa phương trên, có tới 80% số phòng có diện tích nhỏ hẹp dưới 15 m², nhưng chủ trọ vẫn cho khách trọ nấu ăn bằng bếp điện, bếp ga tại phòng. Bên cạnh đó, các khu trọ hầu hết đều có một lối ra vào duy nhất, tiềm ẩn mất an toàn phòng chống cháy nổ. Nhiều chủ nhà trọ cũng chưa nắm rõ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng ở thành phố Hội An, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc. Yêu cầu được đưa ra sau vụ việc đã có hơn 90 người ngộ độc khi ăn bánh mì có nhân pate, xíu mại, rau thơm, sốt trứng gà tươi, dưa chuột, đu đủ chua, chả giò ở cơ sở này ngày 11 tháng 9. Đến nay, 32 trường hợp đã được xuất viện. Một số ca nằm điều trị hồi sức nhưng không phải thở máy. Trước đó, quán bánh mì Phượng được xem là địa chỉ nổi tiếng trong vùng và khách du lịch khi đến thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Từ ngày mai 15 tháng 9, du khách sẽ không được mang túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần ra các đảo thuộc huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm giảm thiểu chất thải nhựa và ô nhiễm môi trường biển. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 9, huyện Cô Tô áp dụng thí điểm thực hiện bắt buộc tất cả du khách không mang túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần ra đảo. Tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, các tàu đánh bắt hải sản trên địa bàn huyện đảo cũng không được sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần và các vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.
Tại các cầu cảng ở đảo Cô Tô sẽ có hai tổ kiểm soát để du khách không mang túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần và vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lên đảo. Đưa vào hoạt động hơn một tháng qua, hệ thống xử lý nước thải khu dân cư làng nghề thôn Viên Tiêu, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bước đầu có hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đây là mô hình xử lý nước thải phân tán, ứng dụng công nghệ sinh học tự nhiên nhằm xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Đây là mô hình xử lý nước thải phân tán, ứng dụng công nghệ sinh học tự nhiên nhằm xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Nước thải sinh hoạt, làng nghề, chăn nuôi của toàn thôn Viên Tiêu được thu gom, sau đó các máy bơm tự động sẽ bơm vào các bể xử lý với 4 quy trình rồi đưa nước ra môi trường tự nhiên, hạn chế tình trạng ô nhiễm, nâng cao đời sống và bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Nước theo cái dòng nước hướng lên. Để xử lý triệt để tình trạng sim không chính chủ, sim rác, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đưa ra quy định các nhà mạng dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 9. Quy định này được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả. Theo thống kê của các nhà mạng, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 80% SIM được phát hành qua kênh đại lý, 10% trực tiếp từ nhà mạng và 10% qua kênh chuỗi như các hệ thống bán lẻ, điện thoại lớn. Trước quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông siết chặt hoạt động bán SIM di động, đại diện nhà mạng Mobile Phone Hưng Yên cho biết hiện tài khoản kích hoạt của các đại lý cửa hàng đã khóa và đã dừng triển khai bán SIM với các đại lý ủy quyền. Khi có nhu cầu mua SIM điện thoại, khách hàng có thể đến các cửa hàng giao dịch của nhà mạng mang theo căn cước công dân để mua và đăng ký sử dụng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Cảnh sát Mỹ thông báo bắt giữ thành công một phạm nhân bị kết án vì tội giết người sau khi người này thực hiện vụ vượt ngục liều lĩnh tại Pennsylvania và lẩn trốn nhà chức trách suốt 2 tuần. Hình ảnh do truyền thông đăng tải cho thấy cảnh sát vũ trang hạng nặng đang khống chế Danilo Cavalcante, phạm nhân vượt ngục người Brazil, vào ghế sau của xe cảnh sát. Cuộc truy lùng Cavalcante có sự tham gia của khoảng 500 cảnh sát sử dụng trực thăng, máy bay không người lái cho nhiệm vụ và các đơn vị đặc nhiệm. Cavalcante, 34 tuổi, chỉ cao 1m52, vượt ngục vào ngày 31 tháng 8, chỉ ít lâu sau khi bắt đầu chấp hành bản án chung thân không ân xá tại bang Pennsylvania, Mỹ vì hành vi đâm chết bạn gái bằng nhiều nhát dao. Video ghi hình Cavalcante leo tường song song với mặt đất để bỏ trốn khỏi nhà tù đã thu hút sự chú ý của dư luận và được ví như người nhện. Sau khi vượt ngục, Cavalcante đã khiến nhà chức trách đau đầu vì khả năng lẩn trốn. Quốc hội Mexico mới đây đã gây chú ý khi mở phiên điều trần lắng nghe một nhà báo trình bày về hai bộ xác được cho là của sinh vật ngoài hành tinh. Hai bộ xác được cho là của sinh vật không phải con người được trưng bày trước Quốc hội Mexico, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này đề cập về vấn đề có thể tồn tại sự sống ngoài trái đất. Nhà báo và cũng là nhà nghiên cứu Mexico Jay Moshan cho biết đã tìm thấy những bộ xác này ở Peru vào năm 2017. Hai bộ xác có những đặc điểm trên khuôn mặt khá giống với con người, song phần thân rất nhỏ bé. Moshan nói thêm rằng những bộ xác còn niên đại khoảng 1.000 năm, xác định bằng quy trình của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico. Viện Khoa học Y tế của Hải quân Mexico cho biết kết quả chụp X-quang, tái tạo 3D và phân tích ADN cho thấy đây không phải là thi thể của con người. Buổi thảo luận Quốc hội Mexico hôm 13 tháng 9 đã nhanh chóng gây chú ý và thu hút các ý kiến trái chiều, gồm cả sự ngạc nhiên lẫn chế nhạo từ mọi người. Năm 2019, rạp xiếc Roncalli nổi tiếng của Đức trở thành rạp xiếc đầu tiên trên thế giới sử dụng hình ảnh 3D thay thế cho động vật thật. Hiện những màn biểu diễn xiếc thú không dùng thú đang thu hút đông đảo khán giả đến với rạp xiếc gần 50 năm tuổi này nhờ hình ảnh sống động như thật cũng như ý nghĩa nhân văn đằng sau đó. Những hình ảnh này được ghi nhận tại một buổi biểu diễn xiếc thú bằng thú ảo vừa diễn ra tại thành phố Lübeck, Đức. Rạp xiếc Roncalli đã thay thế tất cả động vật thật bằng hình ảnh 3D. Trông có vẻ đơn giản, song đây thực sự là một thách thức rất lớn về mặt kỹ thuật, vì rạp xiếc sắp xếp khán giả ngồi thành vòng tròn, không giống như rạp hát, nơi khán giả chỉ ngồi trước sân khấu. Nhiều khán giả cho biết sự vắng mặt của động vật đã trở thành một điểm thu hút của rạp xiếc Roncalli. Đối với những khán giả lớn tuổi, những hình ảnh 3D sống động này như đưa họ trở về với tuổi thơ. Họ cũng cho rằng các loài động vật nên được sống trong môi trường hoang dã hoặc vườn thú sẽ tốt hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.